Theo Reuters, bản hợp đồng trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ và nếu được thông qua, nó sẽ trở thành khí tài nền tảng cho quá trình hiện đại hóa hải quân Ả Rập Xê Út, ước tính lên tới hàng tỷ đô la Mỹ nhằm thay thế những tàu thuộc hạm đội tuần tra ở vùng vịnh đã lỗi thời. Bên cạnh việc mua các tàu hải quân, kế hoạch này còn bao gồm cả việc đào tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị chống tàu ngầm ở trên tàu. Tuy nhiên, những thiết bị này có thể được mua từ những nước khác. Những diễn biến này được đưa ra một ngày trước khi quốc vương Ả Rập Xê Út Salman sẽ đến Washington vào ngày mai, 4 tháng 9, trong bối cảnh Washington và Riyadh đang thúc đẩy mối quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm Hoa Kỳ đầu tiên của quốc vương Salman kể từ khi nhậm chức hồi tháng Giêng vừa qua. Chuyến thăm càng thu hút sự chú ý trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang là đối tác chủ chốt của Hoa Kỳ trong Liên minh chống nhà nước Hồi giáo IS. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cũng muốn trấn an đồng minh Ả Rập Xê Út về thỏa thuận hạt nhân vừa đạt được với Iran. Theo một nguồn tin, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai nước sẽ ký nhiều thỏa thuận hợp tác quân sự song phương để gia tăng sức mạnh của Ả Rập Xê Út tại Trung Đông. Trong đó, dự kiến có thỏa thuận trị giá tới 1,9 tỷ đô la Mỹ để Ả Rập Xê Út mua 10 chiếc trực thăng MH-60R chuyên chống tàu ngầm của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Ả Rập Xê Út cũng xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao thế hệ mới của Hoa Kỳ. Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thông báo đạt được thỏa thuận trị giá 500 triệu đô la Mỹ về việc cung cấp đạn dược cho quân đội Ả Rập Xê Út, hỗ trợ cho đồng minh này đẩy mạnh cuộc chiến chống IS.